Một người mà chưa hiểu như thế nào là thiện tri thức thì chúng ta không thể nào biết thiện tri thức là ai. Thiện tri thức là người thầy của mình, nói theo cái nghĩa thường là người thầy của mình. Người đó đủ cái khả năng dẫn dắt mình đến đạo quả giác ngộ giải thoát. Vì sao vậy? Vì này, vị này đã giác ngộ thật sự rồi. Thì á, họ hướng mình đi vào con đường thiện, hướng mình đi vào con đường giác ngộ giải thoát. Và chúng ta đi vào con đường thiện, đi vào con đường giác ngộ giải thoát đó, chúng ta thực sự có lợi ích trong từng ngày sống khi chúng ta áp dụng lời dạy của vị thiện tri thức này, vị thầy này. Thì từng bước dẫn dắt chúng ta trên con đường đó, tới mỗi ngày mà mình thực sự nhận ra được đạo lý từ vị thầy này hoặc là cái cách dạy của vị thầy này mà mình đã thành công trong cái việc tu tập, thì người đó mới được xem là thiện tri thức của mình. Còn nếu như bây giờ mình theo học mình không có lợi ích gì, mặc dầu gì đó rất là giỏi, rất là nổi tiếng, mình có cái duyên để làm đệ tử người đó, nhưng mình thấy không có lợi ích từ vị thầy này, mình có thể học một vị thầy thứ hai. Không thể là ông thầy quy y mình là có khả năng dạy mình tới giác ngộ giải thoát. Thì trên bước đường học đạo mình có duyên để mình gặp một vị thiện tri thức khác. Người này thấy biết được nghiệp tập phiền não của mình, biết cách để cho mình thực hiện cái pháp của Phật hóa giải được nghiệp tập phiền não và dẫn dắt chúng ta tiến bước trên bước đường giác ngộ giải thoát, thì cái người đó được xem như thiện tri thức của mình. Và khi mà một vị thiện tri thức thực sự thì phải có khả năng chuyển hóa tự thân và có khả năng chuyển hóa cho người khác. Nếu một người mà áp dụng Phật pháp mà không lợi ích thì cái gọi là cái gì, cái ơn đối với Tam Bảo với họ ở nơi lòng nó không có đâu. Tại vì sau khi mà người ta có một cái chuyển biến tâm linh rồi, quý vị thấy như là ở trong đạo Phật dùng từ là trút gánh nặng ngàn cân, là xô ngã núi tu vi, là cái gì gì đó vân vân, tất cả những cái từ ngữ mà được chúng ta được nghe một người ngộ đạo á, thì khi họ ngộ đạo rồi thì tất cả những cái vướng mắc, cái vướng chấp, cái mê mờ hằng hà xa số kiếp của mình gần như tan biến. Mình là người tự do tự tại trong tam giới này thì cái ơn nó không có cái gì bằng. Nói ví dụ như bây giờ chúng ta tưởng tượng có một người cột lên vai chúng ta mà chúng ta không tháo gỡ được, cột vai chúng ta khoảng chừng 20 kg, đi đâu chúng ta cũng bị giác 20 kg lên vai của mình. Năm 70 năm sau có người gỡ được để chúng ta quẳng cái cục nặng ở trên vai mình xuống, thì mình là cái người mà tự do tự tại nhẹ tên, thì chúng ta cảm ơn cái người tháo gỡ này. Mà cái đó chỉ là cái cu mang của một đời. Còn lần này chúng ta mang cái thân mấy chục ký lô từ đời này qua tới kiếp nọ, tìm đường thoát nó thoát không xong. Tới giờ phút này nếu mình thoát khỏi cái thân này mình không thoát được. Thì đó là cái sự cu mang của mình. Nhưng mình mang lâu quá mình cảm giác nó không có nặng. Đến lúc mà chúng ta nó bệnh yếu rồi mà mình chổi người mình ngồi dậy không được, mình lê, mình lết bước chân mình đi không được, mình lúc đó mới thấy là cái thân này nặng đó. Nhưng mà rồi mình muốn thoát nó mình thoát cũng không được. Bỗng dưng có người cứu thoát mình để mình được nhẹ nhàng, mình không còn bệnh tật, không còn bị khổ đau nơi thân này nữa, thì người đó trở thành một bậc đại ân nhân của mình. Và mình thường những người biết ơn nói là sao? Ơn này đó là tôi nguyện khắc cốt ghi tâm cả đời tôi trả không được, nguyện trọn đời này sẽ làm cái gì đó để gọi là trả ơn, đền ơn. Thì những người có sự xúc động sau khi mà họ được cứu thoát, thì đối với đạo Phật cũng vậy. Tức là tất cả những người tu Phật có một cái lần mà ngộ đạo rồi, thì quý vị khỏi cần suối đi, cả đời họ lo làm chuyện đền ơn, cả đời họ cung kính đối với Tam Bảo, đối với thiện tri thức, chuyện này không cần phải nhắc. Nhưng ở đây Bồ Tát nhắc cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những người học phải đo lại cái tâm của mình đối với Đức Phật. Mình có trọn tâm, trọn ý cung kính để cúng dường chưa? Nếu chưa thì mình ha, mình chưa có được cái lợi lạc gì trong đạo Phật hết. Và khi mọi người mà họ đã học, họ đã hiểu, họ tu mà đạt ngộ rồi á, thì cái thân của họ nó không còn giá trị nữa. Khi mà họ thấy được, đã được vượt thoát rồi, thì cái chuyện đầu tiên là gì? Là mình hết sức tri ân cái vị thầy hoặc là cái dòng pháp đó, hoặc là một bộ kinh nào đó mà mình nhờ bản kinh đó mà mình được vượt thoát.
thì cái chỗ đó gần như là chỗ được tôn thờ ở nơi thâm của mình, chỗ đó là duy nhất rồi. Và mình tìm cái cách nào đó để mình đền ơn báo ơn. Cho nên người tu mà mình vẫn còn đối với Tam Bảo, bây giờ rất là nhiều người tu kể tăng ni và Phật tử của mình ha, chưa có trọn lòng cung kính. Mình không dám nói nhiều, mình dùng từ nhẹ nhàng là chưa trọn lòng cung kính. Đúng không? Vì cái người mà trọn lòng cung kính Tam Bảo dễ biết lắm. Tam Bảo nó trở thành một cái gì tối tôn, tối thượng, tối thắng nơi tâm của mình á. Nói gì chứ nói tới Tam Bảo là gần như mình không còn cái gì để suy nghĩ. Có thể bỏ hàng hà sa số cái thân mạng này để phụng sự Tam Bảo, lợi ích chúng sanh, đền ơn Tam Bảo, chứ mình không có chuyện khác. Thật ra chúng ta thấy cái người nào mà thấy cái đời sống của họ không nghĩ tới cái chuyện lợi ích cho người khác thì biết sao, bản thân người đó không có lợi ích gì ở trong Tam Bảo hết đó. Đó là cái mà chúng ta phải biết. Nhìn cái sinh hoạt đời sống của người khác, chúng ta có thể đo được cái đạo lý của người đó. Họ chấp nhận hy sinh chút gì riêng tư của mình để làm lợi ích cho người khác hết á. Còn khi mà người có lợi ích rồi đó, thì họ sẽ cả đời chỉ biết làm chuyện lợi ích, họ không làm chuyện khác được, họ không làm chuyện riêng tư ích kỷ được. Thì vậy là chúng ta biết người đó là đã thấm rồi. Có nghĩa là đối với thiện tri thức là họ trọn lòng cung kính và họ sẵn sàng xả bỏ tất cả những cái gì của mình. Cho nên những người mà sau khi ngộ đạo rồi thì nguyện trọn đời này và đời đời kiếp kiếp sinh ra con nguyện sẽ làm lợi ích chúng sanh, đời ơn chư Phật. Đó phải xảy ra ở nơi tâm của mình. Còn nếu như nơi tâm của mình mà chưa có việc này thì chúng ta biết sao? Nhưng mình chưa có lợi ích gì trong Phật Pháp hết. Thế ra là phải gọi là cái gì? Dốc tâm để tìm cầu thiện tri thức. Cho nên một người chuyên môn á, họ không cần phải hỏi là tu lâu nay thì sao. Nên nhiều khi sẽ gặp mình ta hỏi một câu rất là đơn giản, hỏi lúc này công việc làm ăn thì sao. Nghe chưa? Thì cái người có tu họ sẽ trả lời khác, người không tu họ sẽ trả lời khác. Và rồi lúc này bạn bè làm sao, người thân làm sao, ví dụ vậy. Thì họ sẽ kể ra là bạn bè mình sẽ như thế này thế kia, nó tốt rồi mình cũng có cái dịp để làm lợi ích cho người này người kia, và mình thấy việc làm lợi ích cho người ta mình cảm giác vui, cảm giác hạnh phúc gì gì đó. Ví dụ vậy, họ ngồi họ kể thì mình biết người này là có thay đổi, có tiến bộ nè. Trước kia là mình sống kế bên người ta vẫn cảm giác khó chịu với mình, nhưng bây giờ chồng sớm cũng thương quý mình, mỗi khi có chuyện hoạn nạn thì nghĩ tới mình. Ví dụ vậy thì đó là cái người bắt đầu sống có lợi ích. Không có cần phải trình bày kiến giải đâu mà họ đã có cái điều này. Còn bây giờ nói chuyện từ hồi con theo con tu, giờ con thấy con tự do quá, con thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia, chơi đi chơi tự tại, tự do, chỗ nào ăn, chỗ nào hưởng là có mặt con. Vậy giờ con tự do rồi. Thì phải coi lại cái tự do này là cái gì. Thì vậy là mình đến với đạo Phật để mình mưu cầu cái chuyện vui thú của cá nhân. Không phải họ được tự do là họ tung tăng, họ đi chơi bất kể chỗ nào họ cũng chơi, chỗ nào họ cũng vào, và họ thể hiện rằng mình không có dính mắc. Trong giai đoạn công phu thì đương nhiên là cái chuyện nó tới mình không có cưỡng cầu. Ai mà cưỡng cầu nói là bây giờ tôi thấy tôi tự do rồi, tôi muốn đi tới chỗ này tôi còn có bị vướng hay không? Ví dụ như người nam thì bây giờ đi chung với người khác phái của mình có bị vướng hay không? Đó là cái gì? Đó là tiềm ẩn dục vọng nó xảy ra, nó gạt mình mà mình không hay. Chứ đừng nghĩ là mình tự tại mình đi thử. Không có cần. Không có cần mình thử như vậy, không cần mình tác ý. Như hôm trước mình nói là Bồ Tát đi trên đường gặp gai thì lụm bỏ qua, chứ không phải mục đích tôi đi trên đường này để tôi lụm gai. Không có chuyện đó. Cho nên đến đạo Phật rồi, sau khi chúng ta học, chúng ta hiểu rồi á, thì đời sống chúng ta nó trở thành một cách rất là tự nhiên, như nhiên với mọi cái sinh hoạt. Cái gì nó đến là nó đến, cái gì nó đi là nó đi, một cách rất là tự nhiên mà mình không có tác ý. Cái thứ hai nữa là không bao giờ mà tránh né cái việc lợi ích người khác. Mình thấy có những người tu, mình nói mình tu tốt rồi, trước chúng mình có thể nói những cái đạo lý này nọ, mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, nhưng mà
mình sống trong chùa hả, mà cọng rác nằm dưới sân nó dơ cái sân chùa mình không quét, hoặc là nghe chỗ đó làm cái mình đi tránh chỗ khác, mình núp núp mình kiếm chuyện mình đi trốn, nó là tại vì tôi hàm dưỡng công phu thành ra rồi tôi không có phụ việc cái chúng, thì đủ biết mình là ai rồi. Nhiều đó đủ biết mình ai, tức là mình vẫn còn cái gì thúc thủ, vẫn còn cái gì riêng tư, thì để thấy rằng đạo lý mình nó chưa có mở. Đức Phật dạy rất là rõ là vì cái gì mà mình xuất hiện trong đời này. Dùng cái từ là xuất hiện trong đời này nha, chứ không phải là nói chuyện bình thường. Đức Phật nói là những cái người mà thiện tri thức xuất hiện trong đời này là gì? Lòng thương tưởng đối với muôn loài. Vì lòng thương đối với muôn loài, vì lòng thương tưởng đối với cuộc đời này, vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Như vậy bây giờ mình sống đây, mình tự nghiệm lại thấy lời Đức Phật dạy là mình có thương muôn loài chưa? Đó là điểm ban đầu. Anh nói anh ngộ đạo, anh thương được ai, nói tôi nghe thử rồi. Mới nói cái chuyện khác. Bây giờ có thương tưởng với cuộc đời này không? Cuộc đời này bây giờ nó đang xảy ra với tất cả những loạn lạc đó, tâm mình sao? Mình có thương tưởng không? Nghe chỗ này chết chóc, chỗ kia chết chóc, lòng mình sao nó hôi, đừng có khởi tâm, khởi niệm, nó động tâm, nó giữ tâm mình, nó thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh. Và phải biết bao nhiêu sự đau xót, sự cực nhọc, khổ đau, sợ hãi của cuộc đời mình, không bao giờ có một chút lòng thương tưởng. Chưa nói tới cái chuyện mà cực khổ của thiên hạ mà mình. Nếu như một người tu thật sự khi mở mắt ra trong một ngày, đón chào một ngày mới mà mình có cái lòng thương tưởng với cuộc đời này chưa, chưa nói chuyện khác. Cái khởi nghĩ đầu tiên của mình là mình quan tâm tới ai? Bản thân, đúng không? Mở mắt ra là quan tâm bản thân, làm sao ngày hôm nay mình được yên, làm sao hôm nay mình được ăn ngon, làm sao hôm nay mình đừng có chuyện gì rắc rối phiền muộn tới với mình, làm sao hôm nay mình được trúng mánh, đúng không? Cứ mình nghĩ tới cái chuyện ăn ngon, ngủ yên, sinh hoạt trong suốt một ngày, chứ chưa bao giờ mình nghĩ là bây giờ cái cuộc đời này đã cho mình quá nhiều thứ, mình ngày hôm nay mình làm cái gì để gọi là mình đền trả cái cuộc sống này. Có ý niệm đó khi mình mới mở mắt chào đời một ngày mới không? Không có. Chúng ta gần như cái này nó bị tắt đi. Rồi đừng nói tới cái chuyện nghĩ đến cái sự an lạc, nghĩ tới sự hạnh phúc cho số đông, chúng ta cũng không có nữa. Thì người này là đừng có nói đạo lý nữa. Thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải xem lại. Một vị thiện tri thức có lợi ích cho bản thân mình đối với đạo lý và có khả năng làm lợi ích cho thiên hạ thì người đó mới được gọi là thiện tri thức. Thì khi mà mình đến với thiện tri thức và chúng ta có khả năng lợi ích cho bản thân thật sự và chúng ta bắt đầu thể hiện cái lòng tri ân và báo ơn của mình thì nó mới đúng với cái lời dạy này. Đã là một thiện tri thức thì chỉ có cái việc tháo đinh mở chốt cho người khác, ngoài cái việc đó ra là không có việc thứ hai. Nếu mà có một cái tâm ý khác thì người đó không phải là thiện tri thức. Nên nhớ điều này. Có nghĩa là thiện tri thức mà đến với một cái đệ tử của mình mà có cái tâm mà vì lợi ích cá nhân, có cái tâm vì vật chất, vì danh lợi thì người đó tuyệt đối không phải là thiện tri thức. Cho nên một người nào mà đặt vấn đề mình về cái chuyện lợi ích cá nhân, về quyền lợi thì chúng ta biết đây không phải là thiện tri thức, khỏi cần phải suy nghĩ khác. Nó nói dần dần để chúng ta ra chuyện, đúng không? Chúng ta nói lòng vòng để chúng ta ra chuyện. Thuần thì ý thiện tri thức để xả ly tất cả những cái sở hữu, là tất cả những cái đang có của mình được gọi là sở hữu, đúng không? Thì mình sở hữu gì? Của cải vật chất nè, sở hữu thân mạng này, đúng không? Thân này cũng là cái việc vật sở hữu của mình, tâm này cũng là vật sở hữu của mình. Thì vậy là thuận theo thiện tri thức có nghĩa là gì? Thiện tri thức muốn cho mình không chấp mắc nơi thân tâm này. Chứ thiện tri thức không có làm chuyện khác. Làm chuyện khác thì không phải là thiện tri thức, chúng ta nên nhớ điều này. Thì vậy là nếu mình theo một vị thầy thì mình thuận theo thầy của mình. Thuận theo thầy của mình là cái chuyện đầu tiên là mình xả lại cái thân tâm này, không còn bám chấp nữa. Đúng theo lời Đức Phật dạy là thân này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Đó là lời nói của một bậc thiện tri thức. Thì bây giờ chúng ta thì thuận theo thiện tri thức để tôi xả ly được cái thân này, để mình thấy thân này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Tâm này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Tất cả những vật chất này không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Thì như vậy là mình không chấp thân, mình không chấp tâm, mình không chấp cái vật ở bên ngoài.
thì lúc đó chúng ta mới được gọi là thuận theo thiện tri thức mà xả ly tất cả những sở hữu đang có. Thì ở nơi chuyên môn là người nào mà chưa có xả ly được ngã chấp thì người đó không thuận theo thiện tri thức. Đó, giờ mình nói ngược lại. Nếu bây giờ mình còn chấp ngã riêng tư, còn ích kỷ thì có nghĩa là mình không thuận theo thiện tri thức. Mà không thuận theo thiện tri thức thì ngược lên nữa là chúng ta không thể cung kính cúng dường thiện tri thức được. Thiện thức không có cần cái này, Đức Phật cũng không cần cái này. Đức Phật cần cái thành tựu của mình là gì? Mình để vượt thoát cái lầm mê sanh tử luân hồi, thì đó là cách để mà cung kính cúng dường chư Phật. Cúng dường Đức Phật và thiện tri thức thì cúng dường bằng tâm thanh tịnh và sự thoát ly của mình, thì đó mới là sự cúng dường chân chánh. Còn tất cả những cúng dường khác đều không phải là ý của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên nếu muốn cúng dường thiện tri thức là gì? Tâm mình bữa nay thanh tịnh, an lạc là món quà để cúng dân cúng. Đúng không? Đời sống mình được giác ngộ giải thoát là một món quà để mình cúng Phật, cúng Bồ Tát, chứ không phải là mình cúng mấy cái tiền bạc nữa. Phật và Bồ Tát muốn chúng ta cúng dường, cung kính cúng dường bậc thiện tri thức. Nếu chúng ta mà xác định được mình hiểu được thiện tri thức là cái gì rồi, thì vị thiện tri thức là không có cần cái chuyện mà vật chất, mà thiện tri thức cần cái sự thanh tịnh của tự tâm của mình, cần trí tuệ giác ngộ giải thoát của mình, thì đó là vật để cúng dường. Và chúng ta có được sự giác ngộ giải thoát, có được tâm thanh tịnh mà không vướng mắc với thân tâm và ngoại cảnh, xem như chúng ta đã xả ly tất cả những cái sở hữu của mình để thuận theo thiện tri thức. Chứ nếu bây giờ mình còn vướng mắc ở thân thì vẫn còn có cái sở hữu chưa xả, đúng không? Vướng mắc ở tâm vẫn còn sở hữu chưa xả, và vướng mắc ở hoàn cảnh vẫn còn sở hữu chưa xả. Như vậy là ngã và pháp mình còn thì mình chưa xả bỏ cái sở hữu của mình. Nên nhớ điều này, đây là câu nói mà rất là sát. Đấy, khi nào chúng ta không còn vướng mắc ở ngã và pháp nữa thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn gọi là xả trọn cái sở hữu của mình và thuận theo lời dạy của thiện tri thức. Thuận theo thiện tri thức có nghĩa là gì? Một đời sống hoàn toàn không còn vướng vào ngã và pháp nữa thì chúng ta đã bắt đầu thuận theo thiện tri thức, đúng không? Mà thuận như vậy có nghĩa là chúng ta đã xả ly hoàn toàn cái sở hữu của mình đang có. Sở hữu của mình là thân tâm này và hoàn cảnh. Thân tâm này không có, tức là ngã nào không có và pháp không có, thì xem như chúng ta là người sở hữu một cách hoàn toàn. Nếu như bây giờ chúng ta tới thiện tri thức mà không bằng cái sự tháo gỡ vướng chấp, thiện tri thức đối với chúng ta mà không đập phá để cho chúng ta bể hết tất cả những khung sáo chấp trước, thì vị đó cũng không phải là thiện tri thức đâu, không có việc khác để làm. Đã là thiện tri thức thì không có việc thứ hai để làm. Tại vì quý vị biết khi một người đã giác ngộ rồi á, thì cái chuyện đầu tiên là họ đã hết ngã chấp. Mà đã hết ngã chấp rồi thì cái việc mà riêng tư lợi lộc với họ là zero. Cho nên có khi mà mình thấy họ cài từ 24 trên 24 mà họ không bao giờ, họ cảm giác rằng họ bị gọi là chán nản. Dù rất là giác giả, rất là gian tuân để làm cái việc lợi ích người khác, không có một ngày, một giờ nghỉ ngơi. Một giờ nghỉ ngơi cũng không có nữa. Và họ vẫn hăng say để họ làm tiếp. Thực sự thì họ không có vì cái bản thân của mình, niềm vui của họ là lợi ích chúng sanh. Lấy cái niềm vui lợi ích chúng sanh làm cái hạnh phúc, làm niềm vui của mình trong cuộc sống. Cho nên là nếu mà họ còn làm được chút gì có lợi cho ai thì đó là niềm vui của họ. Cho nên cái chuyện mỏi mệt nó gọi là lười mỏi nó không xảy ra. Và nếu như đời này mà chúng ta gặp được một người như vậy là phước cho mình, thì phải thuận theo lời dạy đi, đừng có chống trái. Thuận đi. Vì họ đến với mình là để làm lợi cho mình. Không có cái chuyện gọi là vì riêng tư ích kỷ là mất cái quyền lợi cả nhà, không có. Đi theo một vị thiện tri thức chúng ta tu cái gì không biết, anh nhập định, sức định gì cái chuyện của anh. Chứ anh định đa 3 ngày, 7 ngày, 3 năm, 7 năm chuyện của anh. Nhưng mà bây giờ anh nói đạo lý đúng không? Thưa anh là cái chuyện nhân quả của anh biết được mấy phần ạ? Khi mà chinh chạm tới nhân quả, những cái chuyện thuận nghịch trong cuộc sống này, mình đủ sức để có thể thấy là nó còn hay là nó hết hay chưa? Nếu chưa thì mình cũng có mắt tuệ ở trong đạo Phật.
Cái thứ hai nữa là cái chuyện của mình. Bây giờ mình không có tranh chạm ở bên ngoài. Chuyện của mình là nơi nội tâm của mình. Bây giờ mình nói mình ngồi thiền, mình rỗng thân, mình đạt được định thế này thế kia, nhưng mà vọng niệm xảy ra mình biết rõ nó là cái anh này đang khởi nơi tâm mình là nó còn hay là nó hết. Đủ sức để thấy nó chưa? Chứ đừng có lý luận xa xôi, phải không? Thực tế nhất là niệm khởi lên thì anh thấy cái niệm hiện diện nó giống như kinh, trong kinh dạy là gì? Anh còn thấy được cái tập khởi của nó là từ đâu nó khởi ra, anh còn thấy được cái diệt tận của nó, tức là anh thấy được ba thời của vọng niệm. Thấy nổi chưa? Chưa đúng không? Chưa thì biết rằng mình chưa giác ngộ, đừng có nói nhiều. Đừng nói nhiều nhiều đó thôi à. Bây giờ niệm khởi ra là mình thấy rõ ràng là nó có khả năng trở lại với mình một lần nữa, hoặc là hai lần nữa, hoặc là 50 lần nữa, hoặc là nó không còn khởi lại nữa, là mình biết rõ ràng từng niệm, từng niệm, từng niệm, từng niệm hết như vậy chưa? Chúng ta hoàn toàn chưa biết điều này. Và không biết thì xem như chúng ta chưa biết nghiệp quả của mình trong tương lai nó như thế nào. Thì như vậy là trí tuệ Phật đạo chúng ta chưa có, thì phải chịu khó thuận theo lời dạy Thiện Tri Thức, đừng có chống. Thiện Tri Thức đang tìm đủ mọi phương cách để có thể đập phá mình, để có thể ngăn chặn những cái nghiệp của mình phát sinh. Có nhiều khi ra tay mình sốc dễ sợ lắm, nhưng mà có buông ngã mình xuống để mình thuận theo lời Thiện Tri Thức không? Ví dụ nha, cái trường hợp này là gặp nhiều. Trường hợp gặp nhiều, có người là rất là trịnh trọng, đắp y đắp hậu tới cầu pháp về, ông thầy cũng gạt ngang không tiếp. Một lần thôi cũng gắng đèo bả ngã xuống, làm lần thứ hai gạt ngang không tiếp, lần thứ ba ai sốc, ông thầy cà chớn, tôi thiết tha tôi học đạo tới ông, tôi cầu pháp ông dạy dẹp ông đi, tôi không bao giờ hỏi ông nữa. Đó thì đó là sao? Lúc mình dựng ông thầy thì cứ muốn đè bản ngã mình xuống, mà mình dựng bản ngã mình lên thì đi ngược đường rồi. Ngược đường thì có nghĩa là cái lợi ích trong Phật pháp của mình đối với vị Thiện Tri Thức này là mình đã ngưng, mình không tiếp tục để đi sâu ra nữa được. Nếu như bây giờ thận Thiện Tri Thức đang đắp y ngon lành, ơi ông thầy nói thôi cho khác rồi, ta không tiếp, không có rảnh, là mình sẽ hoan hỷ, mình đi không có nửa cái niệm nào khó chịu, buồn phiền, bực bội, lấn cấn ở nơi tâm. Tại vì họ thấy mình lúc đó chưa đủ để người ta nói cái gì đó, tâm mình nó chưa hoàn toàn mở toang ra để mình nhận đạo lý. Vì cái bản ngã của mình nó lớn quá, nó đủ che hết mọi thứ, tới là hình thức thôi, chứ thực sự căm tâm cầu pháp nó chưa có hoàn toàn mở ra. Mất thời gian, uống trà chơi không cần phải nói. Tới hồi mà mình xứng đáng để có thể nhận thì mình núp trong lùm, họ cũng lôi mình ra họ khỏi cái đầu mình nữa. Chứ đừng nói đi cầu pháp, ông Thiện Tri Thức đã nói là Thiện Tri Thức thì không cần mình cầu. Chúng ta nên hiểu là Thiện Tri Thức là họ sẽ thấy xa hơn mình nhiều thứ. Nếu mà coi họ là Thiện Tri Thức thì họ đương nhiên họ thấy xa hơn mình. Tới giờ khác đó tự động họ sẽ tìm mình. Nếu mà ông thầy mà không thấy được căn cơ trình độ tu tập của đệ tử thì ông đó đừng có làm thầy. Nói một câu ngon lành, đừng có làm thầy. Làm thầy mà không thấy người ta làm sao, người ta tới với mình nó đi từ xa 80 thước là nó biết đi dính đất kiểu gì rồi kìa. Thì người ta mới biết nói có khả năng giúp mình chứ. Còn bây giờ là mù mù mịt mịt, ông thầy cũng không biết trò làm sao, trò cũng không biết thầy làm sao, thì kể như là xong rồi. Cái đạo tràng nó không giải quyết được cái đạo lý gì đâu. Cho nên chúng ta phải thấy rằng là thuận theo Thiện Tri Thức. Nếu mình chấp nhận đó là một vị Thiện Tri Thức, sau nhiều năm, nhiều tháng mình gọi là cái gì? Điều tra lý lịch, được theo dõi, rồi mình cân nhắc, mình đo lường, mình so sánh với tất cả những cái hành động sống, những cái lời dạy của ổng vân vân, và mình thấy gật đầu được, thì dục hết tất cả những cái gì riêng tư của mình đi đến với ông này. Còn không thì tiếp tục theo dõi nữa. Và đừng xem đó là Thiện Tri Thức của mình, để mình đừng có bị dính vô cái trong con mắt của mình. Đôi khi một người học trò mà thần tượng một vị thầy của mình là coi như là mắt đã dính hột bụi rồi, là không còn nhìn rõ đúng sai của ông thầy mình nữa. Đừng bao giờ như vậy. Khi chúng ta đi tìm Thiện Tri Thức là thực sự khách quan, đánh giá thực sự gay gắt. Tôi không biết được, nhưng mà tôi không biết là tôi chưa có chấp nhận được, là tôi chưa chấp nhận được, không có gì lý do khác. Kiến thức tôi là nó chưa có tới hay là cái gì đó thì kệ đó. Và tôi vẫn cố thủ cái thái của tôi.
Cho tới một ngày nào đó tôi thấy được cái lời dạy này có thể mở được tâm trí của mình, thấy được cái cách thức này có thể làm cho tôi được tiến bộ trong công phu, và tôi có thể theo vị này học là bắt đầu dục hết tất cả những gì riêng tư liền. Nếu mình chấp nhận được cái điều này, còn mình chưa chấp nhận được điều này theo làm gì cho mất công à? Mất công, mất thời gian. Mình thì cũng không có rảnh, mà người ta thực sự cũng không có rảnh luôn nữa. Đúng không? Vậy giờ đi theo gì, mục đích gì? Chúng ta đi theo học một vị thiện tri thức với cái khả năng kiến thức, cái kinh nghiệm cả một cái đời của mình và tất cả những thiện căn phước đức cả đời của mình, để mình theo học một vị đó là mình dẫn hết tất cả những cái này ra và coi cái nghiệp của mình nó tương ứng được cái gì với cái dòng pháp này, một vị thiện tri thức này. Và chúng ta chấp nhận hoàn toàn để xả ly những cái sở hữu của mình để theo lời giải thiện tri thức như câu nói ở trên chưa? Nếu chưa thì khoan hả theo, khoan hả học. Đây là một cái lời khuyên rất là chân thành. Một ngày nào đó chúng ta chưa xác định được đó là vị thiện tri thức có thể giúp mình đạt ngộ giải thoát thì đừng có theo. Với tôi là như vậy. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta học được cái dòng pháp đó, học được một bài pháp đó mà mình ứng dụng không có lợi ích thì sao? Nên đi tìm cái dòng pháp khác. Cái duyên của mình không phải đối với dòng pháp này. Để đừng có mất thời gian cho cuộc sống của mình, không có lý do gì khác, không ai ép buộc mình. Cái việc học đạo là hoàn toàn tự do từ buổi đầu. Chúng ta tự do tới. Và nếu như chúng ta cảm giác rằng cái này nó không phù hợp thì chúng ta tự do từ giả. Tìm một cái nơi nào đó, một vị thầy nào đó rất phù hợp cho cái việc tu tập của mình thì chúng ta sẽ có được lợi ích cho cái việc tu tập của mình. Cho nên cái việc mà thuận theo chẳng trái với thiện tri thức là sau một quá trình chúng ta khách quan tìm hiểu. Và đến hồi mà mình đã chấp nhận rồi thì đặt qua một bên đi. Tất cả những cái chuyện khác không cần thiết. Chỉ là cái việc duy nhất đến cái thiện tri thức, ngoài cái việc đạo lý để được giác ngộ giải thoát ra, chúng ta không còn cái việc thứ hai để đến nữa. Thì cái việc học đạo của chúng ta nó sẽ có một cái sự gọi là thăng tiến theo ý muốn của mình.